Ok, thì trước khi xem video này, anh em dừng khoảng chừng là vài giây, lướt xuống dưới, ấn nút like cho mình nha mọi người. Và đừng quên là nếu như là người mới thì ấn nút đăng ký và ấn vào chuông và tích vào cái phần tất cả, để khi mình đăng những cái video mới, các bạn sẽ là người nhận thông báo đầu tiên ở những cái video mới kênh YouTube của anh em. Thì hiện tại là chỉ có 20% các bạn đã ấn nút đăng ký cho mình, thì còn lại tới tận là 80% các bạn vẫn chưa ấn nút đăng ký cho mình. Đó, nên là các bạn đừng quên là ấn nút đăng ký cho mình nha anh em. Thì mình hy vọng là 80% nó sẽ trở thành một cái con số siêu nhỏ, cỡ 5% thôi. Đây, thì ok. Rồi, bây giờ mình sẽ không nhiều lời nữa, chúng ta vô video nào. Let's go. Ok, và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình. Và mình là Khang ở đây. Thì hôm nay tiếp tục trở lại với một video mới về Minecraft Backworld, cũng là thành viên của Nút Team. Chào nào mọi người. Hello mọi người. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái tựa Backworld các bạn, liên quan một cái con boss trong Minecraft các bạn nha. Đấy, đây chính là con Warden các bạn. Warden Backworld các bạn ơi. Đấy, thì đây hiện tại đang có 4 map các bạn, và không biết là có cái gì đặc biệt trong cái bản đồ Backworld này hay không. Trước xem này của mình thì anh em đừng quên một like này và đăng ký, và đừng quên là cái chuông kết đăng ký và chọn tất cả để không lỏng em mới từ kênh YouTube nhau người. Và đừng quên là qua kênh của tất cả video Nút Team họ tiếp nha. Ok, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô trận luôn để coi cái map này có cái gì gọi là đặc biệt cũng nha các bạn ơi. À, ở đây có 4 map thì cái map này thì có cái hình con Warden luôn thì phải đúng không nhỉ? Ờ, có cái đầu con Warden này các bạn. Ok, mình sẽ chọn luôn cái map đầu tiên các bạn ơi. Ngày hôm nay là mình sẽ chơi hết 4 map luôn nha các bạn, để coi mấy cái map này nó có gì đặc biệt các bạn. Mình nghĩ là mỗi map nó sẽ có một cái đặc biệt riêng đó, mình đoán thôi bạn ơi, chứ ra mình cũng biết nữa bạn ơi. Ok, rồi vô rồi. Ô, xanh. Hình như mình nghe tiếng Warden thì phải đúng không nhỉ? Có tiếng chân của nó kìa. Tiếng ông bán hàng đấy. À, ông bán hàng là ông này. Ủa, ông này là Warden hả? À, ông này Warden gì đây? Warden hả? Warden Warden China hả? Ok. Ồ, block mua bằng 8 cái brick các bạn. Ok. Ua, nhưng mà cái này ra nhanh mà. Trời ơi, ra tí là đầy đủ. Ok, bọc giường. Như bên mấy cái đảo kia. Ồ, bên mấy cái đảo này có mấy con Warden nó đứng kìa bạn. Ồ, chết dở rồi, qua bên đó nó quýnh cho vỡ mồm anh em ạ. Nguy hiểm nha, nguy hiểm nha. Ok, đây coi. Ở đây chúng ta sẽ có những cái vật phẩm gì đặc biệt ta? Ở đây thì ở đây chúng ta có thể mua hiệu ứng. À đâu, cái này kiểu như thuốc vậy các bạn. Chứ nó cũng không có gì mới. Ôi, mua bằng TNT bon à, có TNT bon à. Hồi xưa là chỉ có TNT đặc các bạn, lần này là có TNT bon để ném nha các bạn ơi. Ảo lòi thì cái chơi. Thì giờ mình sẽ mua một cây kiếm cho nó chắc ăn đi. Mua thêm block để bây giờ mình sẽ bắt những cái block này qua cái khu vực bên này để mình coi mình quýnh mấy con qua đình cơ, mình quýnh lại nó nha các bạn. Ok, let's go. Đây, bắt block trên điện thoại là nó sẽ như thế này các bạn à. Nó đang chơi bằng điện thoại mà. À vậy hả? Ồ, mình cũng quay video trên điện thoại mà các bạn. Trời ơi. Ồ, nhưng mà có tiếng bàn phím. Ừ thì nó là cái tiếng giả bộ thôi. Nên bị Warden bắn. Warden xử lý rồi. Ôi giời, ui, vậy tính ra qua bên đó rồi bị nó bắn à. Ây da, căng vậy ta. Qua là bị bắn đó. Vậy tính ra nhặt vàng ngày hôm nay khó hơn là nhặt kim cương ở giữa mid nha các bạn ơi. Bây giờ mình phải nhặt sao cho nó an toàn. Nha, bây giờ mình sẽ nhấn ship để mình nhặt block vàng. Hốt một mớ này rồi. Mình sẽ nhấn ship. Nghe bảo là nhấn ship là nó không phát hiện ra tiếng chân của mình đâu các bạn ơi. Lên chạy. Đây. Thôi nha, coi cục vàng nó cứ rớt ra heo. Ừ, nhấn ship là không phát hiện mà. Trời ơi. Thôi còn 2 phút nữa vàng nó mới rớt ra tiếp bạn ơi. Thôi đi về. Đây là cách gọi là đơn giản để chúng ta có thể lấy được vàng ở cái map Backworld này nha các bạn. Nó chính là phải nhấn ship anh em ơi. Đây cái con kia đang nhìn qua hướng bên này các bạn ơi. Ủa, nó phải mình. Bây giờ mình thử di chuyển nhanh nha. Nó sẽ quay lại nè. Đây. Nó bắn một phát cái là cũng có tỏi luôn các bạn ơi, nguy hiểm lắm. Ok, đây rồi, 16 cục vàng mình có thể mua được khá là nhiều cái TNT bon các bạn ạ. Sai rồi, mua TNT bon ném cho nó vui rồi. Nghe bảo là ngày hôm nay là chết sẽ mất hết đồ mọi người, nên là mọi người chơi cẩn thận một tí. Nhưng mất đồ là đừng có ngồi đó. Không mất đồ nha. À, không mất đồ à? Okay. Không mất đồ, vì mất 6 vàng rồi. Đúng rồi, chỉ mất hết thôi chứ không mất nhiều hết nha anh em. Mấy cái đồ mà mình không muốn mất ở nhà đấy các bạn ơi. Rồi bây giờ mình bắt đầu qua mid nha các bạn. À, qua mid để tranh giành kim cương các bạn ơi. Kim cương ngày hôm nay là chỉ để mua thuốc thôi phải, hoặc là mua mũi tên cái kiểu nữa các bạn ơi. Oh my god, trời ơi. Oh my god. Ném. Mạnh, ném cái là ngỗng luôn. Rồi anh sẽ được. Ok. Nhưng mà kiểu mình đi đâu tới đâu mình cũng nghe tiếng chân của con Warden các bạn ơi. Ủa đi không có giáp hả ba? Ấy à, nhưng mà có cung mạnh á. Không mấy ơi. Nó không. Nè, các bạn nhìn highlight nè. Đào. Phải đào chứ. Sao nãy giờ ra có một cục kim cương ta? Không ra nhiều hết trơn. Rồi chuẩn bị có người bắn nè. Ui, ấy à, đi không bị bắn bạn ơi. Ui trời, bắt lóc các bạn. Ui giời, bắt lóc nãy thì bị gì đâu bắn dính à. Đây, biết ngay mà. Trời ơi. Mình phát là mình biết rồi. Ok. Hai cục kim cương mình mua được gì ta? Chắc là mình sẽ mua được thuốc hay gì đấy các bạn ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ không có vụ nâng cấp máy được nha các bạn ơi. Mình có thể mua đồ kim cương, mua Enderpearl nè, mua TNT này thì nó là món bự hơn các bạn ơi. Ok, mình sẽ mua hết TNT Bond đi. Mình thấy TNT Bond vẫn là xịn nhất các bạn ơi. Ok, bước mấy này nhà đi. Rồi bây giờ mình sẽ qua đây lấy vàng nha. Mình thấy hai bên. Ấy à, giờ đây không có đồ. Wow.
Này. Ui ôi, nguy hiểm quá. Ôi. Ôi hết đồ chơi rồi, chạy thôi. Quá non. Uầy, cái này mình giết mấy con qua đình bên này được không ta? Nhưng mấy con qua đình thì chắc không giết được đâu các bạn ơi. Anh trai, em đang đi từ từ lắm nha anh trai ơi. Anh trai đừng có gõ cái đầu em nha. Chạy lại. Ok, 8 cục bạn, 8 cục. Blem. Ui. Oh! Ném chết đi luôn à. Ok, chạy lại. Ui, cái này có vẻ rất là mạnh nha bạn, nhưng mà nó bán rất là rẻ bạn, nhưng mà muốn lấy cái vàng này phải qua được mấy con qua đình các bạn, mà qua bên đó nó gõ cho cái đầu cái là đi luôn. Ok. Đây rồi, bây giờ mình biết là mình nên đầu tư vào đâu rồi đấy anh em à. Đầu tư hết vào team Tipon anh em. Thôi, cái trận này là mình sẽ làm lẻ để mình đổi map mình chơi các bạn ạ. À. Ok, cho chơi nhiều trận cho các bạn coi. Ui ơi, quay qua sớm á. Ôi sao má? Oh my god, niềm bắn đau quá bạn ơi, mình cần mua tới vàng. No, tiền tiền bom đúng không? Rồi, mất hết luôn rồi. Tiền tiền rồi, tiền tiền bom của tôi. Cày đấy giờ. Anh em lục được hết đồ à? Không lục được đâu. Cái này là mất là mất luôn, không có lục được. Ok. Cày thì các bạn à, giờ mình phải chạy bên kia để mình lấy vài vàng nữa. Cày thật sự. Kiên bị bắn nè. Ồ, kia dạy rồi kìa bạn ơi, tưởng bị qua đời bắn chứ. Ui, là đùng dưới luôn. Kia tư té. Cái này á là mình chạy lẹ là nó không bắn được các bạn, nên là an toàn. Tính ra táo vàng cũng mua vào được bằng vàng đúng không ta? Hay là mua bằng kim cương vậy? Táo vàng... mua bằng sắt à? Ui, thế ho mình mua. Trời ơi, ok. Nãy giờ cứ tưởng là nó mua bằng vàng các bạn ạ. Cung cũng có thể mua bằng vàng nè. Ok, mình mua cung. Mua tim ti, đấy. Đầu tư. Ok, tầm này là không có con rời nó có thể đánh bại được mình các bạn ơi. Đi hủy diệt, let's go. Thấy con rời đứng cầm cung rồi đấy. Ui rồi. Mua quả giáp kim cương các bạn ơi. Hủy diệt này. Hủy diệt này. Hay. Hủy diệt này. Ok. Thôi qua nhà thôi, qua nhà hủy diệt thanh niên này thôi. Quả TNT này đủ kết liễu các bạn ơi. Không cần gì nhiều, cần TNT thôi là đủ. Này, Bi xeo làm sao? Đứng ở trong nhà là không đánh được. Đứng ở trong nhà thanh niên đánh không được. Lại. Dạ, biết có cái vụ này các bạn ạ. Đừng đây bị bắn này. Bắn đi. Đúng rồi, thế đâu. Bắn này. Ôi sao mình đánh hình như không được. Hình như là đứng trong nhà, hình như là đánh không được các bạn ơi. Zeno ơi. Zeno, ôi da, không té, quanh. Hắc à. Mình biết cách bắn cung bên này rồi nha. Bắn cung bên này chúng ta không cần chỉnh tâm rồi các bạn. Chúng ta cứ bắn thẳng thôi là dính. Ok. Rồi con thầy Kiên có vẻ im, chết dở mình hết tiên ti rồi các bạn ơi. Hết tiên ti vậy, cái đi đập giường thôi. Ủa nhưng mà sao pha nãy mình không đánh được Michelle ta? Hay là do đứng trong nhà nhỉ? Ủa đánh điên kia coi đánh được không? Đánh được mà. Ôi. Đánh được mà. Rồi chết luôn rồi các bạn ơi. Rồi quên, vừa phá giường xong quýnh luôn rồi. Biết vậy kêu anh đi đưa hết tiền. Đây rồi. Anh đi cũng không có đồ các bạn ơi. Thôi, hôi. Tầm này không thắng được em đâu, em bờ rồ lắm. Khô máu luôn. Có máu không khô? Yo, dính biệt luôn. Win đi. Ok, giờ chúng ta sẽ đổi qua cái map thứ hai các bạn. Mình nghĩ là mỗi map này sẽ có những cái công trình khác nhau và những cái độ khó khác nhau các bạn ơi. Ok, chơi luôn quả map cuối đi. Nhìn quả map cuối coi. Quả này có cái để đi lên này các bạn. Còn cái này ngay như ngôi đền ấy. Không, mình nghĩ là mình nên chơi map cuối đi anh em ạ. Ok, chơi map cuối luôn. Ok, go, let's go. Các bạn nhớ ấn like video thật là nhiều nha mọi người, để mình có động lực để ra thật là nhiều video Minecraft cho các bạn coi nha. Ok, đây rồi, vô. Nhớ like video Khang và đăng ký kênh lên đâu nha. hay đấy. Ok, được. Rồi, mua block. Này ta 8 cục lắm bạn ơi. Tầm này thì bây giờ thì nó vẫn vậy các bạn. Nhưng mà khu này nó có cái chỗ trên này để mình đứng lên trên đó mình bắn cung các bạn. Đây, mua block. Ui, cái map này Zeno bắn cung dễ lắm này. Ở nhà cũng bị bắn. Đâu, ở xa mà bắn làm sao tới được. Xa lắm, bắn không tới đâu. Đừng lo. Chắc chưa? Chắc chắn là như vậy rồi. Yes sure. Ok, hay thiệt chứ té luôn bạn ơi. Ảo thiệt cái trời. Không, mình hơi vội bạn, Ok, lại là được. Có gì đâu, mua lọc tiếp. Sắt thì chỉ để mua táo thôi bạn ơi. Giường vô. Ok, lâu nghe tiếng chân qua đình sợ thiệt anh em ạ. Ấy cái con này là nó đứng yên thôi anh em ạ. Ban đầu á mình cứ tưởng là nó sẽ nhúc nhích là kiểu nó dí theo mình, nó đánh mình luôn anh em ạ. Nhưng mà không, con này nó bị mỏng năng các bạn, nên là nó đứng yên luôn.
sao tôi mới nghe tiếng con gì nó gừ vậy? Ây à, con tài với nó này chuẩn bị qua cướp kiếm của mình các bạn ơi. Không được, được, không được đấy anh em, cướp kiếm cướp. Rồi xong tôi đi luôn, hay quá, cày thế nhỉ, biết hết đi từ từ thôi. À, rồi anh em cướp vàng mà bạn ơi, đi từ từ. đi từ từ các bạn. Chơi mà ráng vậy, chơi mà ráng gì ba luôn. Chơi mà ráng quá bạn ơi. Ok, mua kiếm. Ây à, con tài kiếm cũng lụm bên này của mình luôn rồi. No. Đứng lại. Tôi chậm uống nước đục. Tôi chậm uống nước đục rồi. Ok. Chưa phá giường vội, chưa phá giường vội. Đi về chứ đã tính sao bạn ơi. Ui, làm được đúng một viên các bạn à. Viên này dở lắm. Ui, chắc chở mình lỡ quýnh rồi các bạn ơi. Thấy nó nhìn mình rồi đó, thấy nó nhìn mình rồi đó. Cơ bên này cũng còn viên nè. Đủ tiền mua được quả titin bon các bạn ơi. Ui, 4 viên luôn. Quá đã. Ok, mấy đi kia bắt đầu qua mít rồi. Mình sẽ mua tinh bon để mình ném các bạn ơi. Tinh bon là hơi bị đỉnh nha, ném cái phát là ngủng có tỏi luôn. Tính ra nãy là anh em xe vẫn mặc giáp đúng không, nhờ mình ném cây vẫn đi các bạn ạ. Đúng rồi. Ok, có nghĩa là đã chứng minh rằng là cái quả này rất chi là mạnh và rất chi là khỏe các bạn ơi. Ok. Ok, đi đi đi, 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 đi. Không cần giáp luôn mày ơi. Không cần mua giáp luôn, ngày hôm nay chơi Pepua là không cần giáp. Đi đâu về cái gì? Về cái gì? Về cái gì? Về hổ. Mình quăng cái cũng mất hả bạn ơi. Ủa, bị gì vậy? Ủa, Niên bị gì vậy bạn? Mình thấy Niên vừa bật lóc cái té luôn rồi. Có đi nheo, ảo nhờ. Hình như Niên bị lắc hay sao á. Mình thấy Niên giật cái rớt xuống dưới luôn bạn ơi. Đi đâu vậy bé? Đi đâu vậy bé? Bé này đẹp trai đi đâu vậy? Trời ơi, Niên cũng bị... Ôi, Niên bị qua đành bắn bạn ơi. Chào bé nha. Ném trước mà. Ô, quả sao quả tên Niên mình nó còn bay cái bạn. Cái này của Kiên đấy. À thế à, ok, như khen dội cái con kia bay chỗ khác á, thì phải. Ảo thật đấy. Rồi, tên kia thì nhận của mình không được rồi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đứng lại. Đứng lại. Không sao, mình qua nhà mình đập giường luôn mày. Nếu anh đi không đưa mình sẽ đập giường. Có được không? Có được không? Đấy, mua kìa, mua kìa. Mua. Ây da, anh đi quăng vàng ở nhà. Trời ơi, không được rồi. Anh đi quăng vàng ở nhà các bạn ơi. Lụm hết luôn. 5 viên. Mà lem. Ok, 1 viên kim cương đó nè. Về nhà thôi. Đi rồi, anh đi cũng mất giường rồi các bạn ơi. Quá là đen cho Vincel. Nãy Vincel đưa em là đâu có cái diễn cảnh này sẽ ra đâu. Trời ơi. Đưa rồi. Thôi, thấy bà ấn vô mua đồ. Thấy mất rồi đó. Chứ không có vụ mua đâu bé ơi. 7 viên đúng không? Nhặt thêm cái này nữa là 8 viên các bạn ạ. Ok. Đánh cái. Oh. No, oh, mình mới làm bắn chết rồi. Hình như nếu như mình đứng gần nó qua nha các bạn. Sao tôi té tới. Ủa. Ok, chắc là lắc thôi. Làm gì có. À, luôn mạng mất quả mất hết tiền luôn rồi. Nó buồn quá. Ôi trời. Bây giờ qua đình nó mới quăng phăng ai nè. Nó ăn chú mà. Ui, tưởng qua đình bắn á, ảo thật. Ok, nguy hiểm quá. Qua đây nhặt thêm vàng nữa là ok rồi. Anh trai, nãy em đánh nhầm á, em xin lỗi nha. Ok, mới mình đánh tiếp. Rồi, qua đây trả giá bằng tiền mặt. Đúng rồi, trả giá bằng tiền mặt thì các bạn mất hết tiền. Rồi, giờ mua cây cung đi. Rồi, cung nào. Ui, mà mua cái cung bình thường đi. Không có nhiều tiền các bạn ơi. Trời, chỉ để dành tiền để mua TNT Bon thôi nha anh em. Đây, I'm coming. 2 quả TNT Bon là đủ dứt 2 mạng rồi bạn. Quả táo chứ không chừa vào đây. À, chị sao? Ây da. Ui. Một mà. Ui, anh đi chơi combo nhảy cao vậy, anh đi ném bạn à. Ây da, nhảy cao là có thể giúp. Ơ, lại té nè, quách. Cái tường này nó hơi ảo nha bạn, cái tường này cái tuổi. Như... Tường này nó đi xuyên thấu được sao anh em ơi. Ok. Ui, nên không chết. Ui. Rồi, xin cái tuổi luôn, tuổi trẻ tôi học trò. Nhảy cao quá, thế là nhảy xuống vực luôn á. Hay, đúng rồi, nhảy xuống luôn. Rồi, mua giáp đi bạn ơi, tầm này phải mua giáp thôi. Kìa, bắn cung kìa. Ây da. Giáp. Ua, cung thốn kìa. Ua, bắn phát còn 3 tim. Sao, mình nghĩ tầm này mình may mắn lắm bạn, không sao dính được thêm mũi nữa. Không bé ơi, làm sao có thể dính được nhiều hơn. Không dính được nữa đâu, đừng có canh mà bắn. Ok, qua nhà 2. 10 quả TNT bon. Gì ghê vậy, giàu vậy sao. Ok, ui 18 viên gì. Đó, trời ơi, 18 cung vàng của em đó. Trời ơi, hồi nãy mình đi cái mình vừa nhìn qua thấy Vino. Rồi xong rồi, dính biệt rồi, đi rồi. Ôi ơi, cay thế à, 18 cục các bạn ơi. 18 rồi bên chung. Đi, à, đi luôn. Vậy. Okay. Trời ơi. Đây. Bất giờ rồi, tên kia còn sang nhà nữa. Sao, mình có nhiều gạch lắm bạn ơi, mình sẽ ném gạch lại lấy dạng tới bạn hề luôn á. Thua rồi, kinh vui rồi. Kìa, thấy anh kia là bắt đầu bắn cung mình nữa rồi đó. Ồ, sinh nó thanh niên bắn luôn ạ, ảo thật.
tôi không chơi đâu. Ê, mình nghe tiếng của Qua Đình đang gồng sức mạnh bạn ơi. Bây giờ nó không bắn mình. Ok. Ủa? 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 Đâu ra cái này ta? Ủa? À thế à. Ôi đừng cam, Khang ơi cứu Khang ơi. Ok, rồi Khang cứu rồi đó. Giờ tới được Kiên. No, mất tường rồi. Giờ tới được Kiên làm đấy. Kiên làm anh đi đi. Ok. Ê, làm được rồi đấy. Làm được là anh đi. Ôi, đi luôn rồi. Rồi đó. Hết đồ rồi, thanh niên răng thịt mình rồi. Rồi anh đi thu rồi, anh đi Geno đi rồi bạn ơi. Còn Bixel mất giường rồi nè. Để còn mới đi Kiên thôi. Bixel bị Kiên đập chết rồi. Ủa vậy á? Kiên khử hai người rồi. Qua đặt bắn đi. Trời ơi, không bắn đi Kiên. Đồ bắn. Này, này đi, thôi đi rồi, đi rồi các bạn. Thấy bắn quả này là đi rồi đấy. Trời ơi, còn gì nữa đâu mà không dễ sầu. Mua gì đó bé, Ui, game, trời ơi. Tính ra các bạn, cái map này là phải bỏ thêm mấy con Qua Đình ở bên ở giữa đó các bạn à. Hoặc là cho nó dí theo tụi mình nữa thì nó mới gọi là cảm giác nó hấp dẫn, nó hay hơn các bạn ơi. Tò hôm nay anh chủ map cho mấy con này nó đứng yên, mà tính ra nó cũng không có gì đặc biệt lắm bạn, chỉ có đặc biệt mỗi là có cái team Tuyborn ném khá là vui đó bạn ơi. Đấy thôi, ok, thì nói chung là video đây thôi các bạn ơi. Thì nếu bạn thích video của mình thì đừng quên cho mình một like nè, một đăng ký và đừng quên lần cái chuông. Các bạn đăng ký và chọn tất cả để không lỡ mấy em mới từ kênh YouTube nha mọi người. Và đừng quên là qua kênh của tất cả những nút tiếng họ thêm nha. Ok, cộng nhau đi. Hẹn lần sau, bye mọi người. Bye bye. Bye bye. To the A, to the A, to the N, to the G. Khó khăn thiết tên này chi. Đi tiếp tao sợ gì, vì anh này nút thêm và luôn có nhau. Khó khăn, nỗi đau, lập ra kênh YouTube bằng đam mê và nhiệt huyết. 2017 chính là lúc anh bắt đầu.